Chào bà con, cô bác đến với khu vườn nhỏ của Andy. Ở đây không trồng rau củ quả mà chỉ có Vitalis, Beta Rot và Oracle xương xương thôi. Thì hôm nay mình sẽ làm một chủ đề liên quan đến chuyện cũ và quá khứ. Thì gọi là thông điệp hoặc là cái lời khuyên, cái lời nhắn nhủ từ những gì thuộc về quá khứ. Thì ở đây mình có sẵn 3 tụ bài. Tụ 1 là viên đá màu xanh lá cây, tụ 2 viên đá màu đỏ, tụ 3 là viên đá mắt hổ. Thì đối với chủ đề này, nó có thể là một câu chuyện cũ về tình cảm, về công việc, về cuộc sống, một người cũ nào đó cũng được. Thì nhưng mà mình nói thẳng, đây không hẳn là nó sẽ cụ thể vào một cái mảng gì, chỉ là những cái thông điệp, những cái lời nhắn nhủ từ quá khứ thôi. Thì các bạn hãy chọn tụ bài mà các bạn cảm giác ưng ý. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau khoảng thời gian 5 giây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải ở tụ 1 viên đá màu xanh lá cây. Đối với những bạn chọn tụ 1 viên đá màu xanh lá cây, chúng ta có lá ba cốc, tám cốc và the maze. Đối với những bạn chọn tụ 1 thì thông điệp từ quá khứ là gì? Thì đối với mình cảm giác ba cốc ở đây nó lại liên quan đến những niềm vui cũ, những cái gì thuộc về gọi là các mối quan hệ. Mình không biết mối quan hệ đây là tình cảm, công việc hay là cuộc sống, mà ba cốc ở đây nó kiểu giống như là những mối quan hệ mà đã từng mang lại niềm vui, tiếng cười, có thể là tình chị em, tình anh em trai mưa, em gái mưa, tình yêu đầu, tình yêu thanh mai trúc mã, tức nghĩa là những cái gì thuộc về phạm trù tình cảm mà thuộc về theo kiểu là ký ức, kỷ niệm mà nó đẹp, bây giờ nó không còn nữa, hoặc cái cảm xúc đó bây giờ nó không còn hiện hữu nữa. Đối với mình ba cốc ở đây nó giống như là những cái sự kết nối mà các bạn đã từng mất đi. Mình cảm giác ba cốc rồi tám cốc, tức nghĩa là ở đây cái những cái gì nó, nếu bạn nhìn cái bức tranh, bạn sẽ thấy bức tranh bên đây rất là sáng, bức tranh đây rất là tối, và kế bên là cái đá maze. Bạn nhìn vào, bạn cũng có thể thấy được một cái sự giống như là à, tôi đã từng là một người như thế này, sau này tự nhiên vì vì đợi cuộc sống nó cuốn trôi này nọ thì tôi cảm giác mất mát những cái thứ cũ đi. Tám cốc ở đây như các bạn thấy, tám cái ly bỏ trên một cái cánh đồng. Cánh đồng này đã từng là một cánh đồng màu vàng rất là đẹp, thì bây giờ nó đã trở thành một cánh đồng hoang úa với những cái ly không còn gọi là người ta gọi là đói hoài tới. Thì như các bạn nhìn thấy, giống như là cái câu chuyện cũ này mình cảm giác giống như là các bạn đã thay đổi rất là nhiều trong quá khứ cho đến hiện tại. Tính tới thời điểm bây giờ, bạn là một con người mình cảm giác có thể nó tương đối khác so với bạn của một thời điểm nào đó trong quá khứ. Và ngoài ra mình cảm giác trong cái lá ba cốc này nó còn mang nhiều cái thông điệp theo kiểu giống như là à, tôi đã từng mơ ước, mong đợi, tôi đã từng kỳ vọng vào một cái gì đó ở đây. Mình không biết đó là người, là cuộc sống, là công việc, là kỳ vọng về ước mơ này nọ. Nhưng mình cảm giác bạn cũng bỏ luôn cái ước mơ, cái hoài bão đó đi, bởi vì bạn cảm giác giống như là tôi không còn làm được nữa, tôi không thể làm được nữa, hoặc là tôi không muốn làm nữa, dù là nó là cái gì đi chăng nữa, thì đó cũng là một thứ mà các bạn đã bỏ nó qua. Mình cảm giác cái thông điệp của tụ một về cái quá khứ nhắn gửi điều gì đến các bạn đó là gì. Mình cảm giác giống như là ba cốc, tám cốc cho tới the maze, mình cảm giác giống như là mình cảm giác bên trong các bạn đó là một cái sự trống rỗng. Cái sự trống rỗng đó nó không mang nghĩa của sự trống vắng hay là của sự cô độc. Mình cảm giác cái việc bạn trưởng thành lên, những cái câu chuyện cũ của các bạn đã trải qua rồi. Mình cảm giác tám cốc ở đây nó kiểu như là à, tao biết mảnh đất này nó không còn thuộc về tao, tao biết con người này không còn thuộc về tao nữa, tao biết cái đó không còn thuộc về tao nữa, nên thôi, câu chuyện gì nó đã qua rồi. Thì mình cảm giác dù là lỗi thuộc về bạn, hay lỗi thuộc về đối phương, hay lỗi thuộc về định mệnh, số phận, về cuộc sống, thì cái gì nó cũng qua. Mình cảm giác đúng, bạn đã mất đi cái bản chất, cái sự vui tươi, lạc quan, cái sự hy vọng, cái niềm tin gì đó vào cuộc sống, hoặc là bạn đã từng mơ ước một cái cuộc sống màu hồng gì đó, các bạn đã quên nó đi, các bạn chọn một cái cuộc sống nó mang tính thực tế hơn. Và mình cảm giác cái ánh nhìn của các bạn về cái tương lai của bạn đó, luôn là một cái gì đó theo kiểu như là à, khi nào cái nào tới thì tao đón nhận, cuộc sống nó tới thì tao đón nhận, tao làm được cái gì thì tao làm. Mình cảm giác giống như là bạn vẫn nhìn về cái chân trời mới, chứ bạn không nhìn về cái quá khứ nữa. Thì ít nhất là cái quá khứ này nó đã là một cái gì đó, nó thuộc về về cái gọi là kỷ niệm, về cái cũ, về những cái đã qua. Và mình cảm giác giống như là đối với bạn, đó là cái thứ mà nó bạn sẽ không bao giờ quên. Và cái lá the maze ở đây mình cảm giác như là đôi khi cái thông điệp của cái lá này theo kiểu như là cuộc sống nó muôn hình vạn vạn tượng. Mình cảm giác giống như là bạn luôn đi lạc trong một cái mê cung. Thật sự có những người đi lạc trong mê cung, họ cảm giác hoang mang, cảm giác mệt mỏi, cảm giác bí bách, họ muốn thoát ra khỏi cái mê cung đó. Nhưng đối với bạn, cái mê cung này nó giống như là một cái gì nó đã quá quen thuộc rồi, bạn cứ đi trong cái mê cung của bạn. Thì thật ra ở đây không có đúng hay sai, mình cảm giác như đôi khi người ta chọn cách đi trong một cái mê cung để quên đi những cái bên ngoài, bởi vì nó tách biệt bạn khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng người ta nói là cứ lạc mãi trong cái mê cung, thực ra đối với bạn không có định nghĩa là lạc.
đối với bạn là đi trong nó thôi chứ bạn cũng không có nghĩ là lạc. Và cái lá bài này trong phim hoạt hình á, cái mê cung này là mê cung vô tận, tức nghĩa là bạn không bao giờ tìm thấy lối ra trừ khi có một người ở bên ngoài cái mê cung chỉ cho bạn thì được, chứ chính bản thân người trong cuộc đó không bao giờ lần ra được cái mê cung. Đó là cái quy luật của cái lá này. Thì mình cảm giác giống như là thông điệp này nó giống kiểu như là nếu thật sự bạn muốn thoát ra khỏi thì hãy cố gắng hy vọng là vào ai đó, một người nào đó ở bên ngoài, người ta sẽ cứu vớt bạn, người ta sẽ cho bạn một cái niềm tin, một cái niềm vui mới. Còn nếu mà bạn cứ lẩn quẩn trong đây thì khó lòng mà thoát ra được. Thì đó là cái thông điệp của những bạn chọn tụ một. Đối với những bạn chọn tụ hai, viên đá màu đỏ, chúng ta có lá sáu kiếm, chúng ta có lá chín cốc, chúng ta có lá đờ son. Hình như mình đã từng ra một cái nguyên cái ba lá bài này một lần nào đó rồi trong những cái trải bài gần đây. Thì đối với mình, cái thông điệp của tụ hai về quá khứ, mình cảm giác quá khứ của bạn là sáu kiếm. Sáu kiếm của bạn giống như mình cảm giác là trong cái tuổi thơ, trong cái quá khứ của các bạn có một cái điều gì đó làm cho các bạn buồn. Mình không biết đó là từ gia đình hay là từ người yêu, nhưng mà mình cảm giác nó có thể liên quan đến những mối quan hệ gần. Những mối quan hệ gần mình thường mặc định là anh chị em, ba mẹ. Có thể nói chung là nó liên quan đến cụm từ là gia đình. Còn nếu mà nó có liên quan đến người yêu thì mình cảm giác có thể bạn một là yêu quá sớm, hai là kiểu giống như là có một cái tình yêu thời non trẻ nó không có được trọn vẹn cho lắm, bạn còn bị tiếc nuối. Thì cái quá khứ này mình cảm giác nó tạo nên một cái xung đột nào đó về cái quan điểm nhận thức của bạn. Mình cảm giác các bạn tự thay đổi bản thân, thay đổi con người của các bạn trở thành một cái hình mẫu khác. Giống như trước đây tôi là một người hiền, ít nói, e thẹn, nhút nhát, thì bây giờ tôi chọn cách trở thành một người mạnh mẽ, cứng rắn, mồm miệng, mồm mép, lanh chanh lách chách, rồi sống phải thực tế, phải tiền bạc, vật chất vậy nọ. Hoặc ngược lại, trước kia tôi là một người sống như vậy, nhưng bây giờ tôi là một người sống tình cảm hơn, tốt hơn, hiền hơn. Tất nghĩa là mình nói rồi, trong câu chuyện này không có gì sai hay đúng hết. Cái thông điệp từ cái quá khứ của cái tụ hai này nó là gì? Đó là cái quá khứ của các bạn là một cái gì đó mình cảm giác trong cuộc đời các bạn khó quên lắm. Mình nghĩ là trong tâm của các bạn còn một cái nỗi giận, một cái nỗi buồn, một cái sự oán trách, một cái sự buồn giận, buồn thương nào đó về một ai đó, về một cái ký ức, về một cái mảng gì đó ở đây. Giống như là về một cái gì đó nó không còn hiện hữu nữa, hoặc thậm chí đôi khi đó là cái thứ nó đã qua. Nhưng trong bạn, mình cảm giác giống như các bạn vừa năm ăn năm thua, kiểu như là đôi khi tao cũng muốn quên câu chuyện đó đi để tao bước qua một cái chân trời mới. Thật ra mình cảm giác các bạn cũng bước qua rồi, chứ các bạn đâu còn bị vướng lại đâu. Mình cảm giác giống như trong cái lá chín cốc đó, hiện tại cái điều mà các bạn mong muốn đó là về tương lai, về hiện tại, trong hiện tại gần. Mình cảm giác giống như các bạn muốn ở bây giờ tao phải học giỏi, tao phải làm giỏi, tao phải có tiền, tao phải có người yêu, tao phải cố gắng được đi du học, hay đại loại những cái ước mơ, những cái mong muốn gì đó trong thời điểm hiện tại của các bạn nó đang nằm trong cái lá chín cốc rất là nhiều. Mình cảm giác được cái hy vọng, cái gì đó nó nằm trong bạn rất là nhiều. Và cái thông điệp nhắn nhủ của cái tụ hai này mình cảm giác nó cũng rất là ngắn, đơn giản so với tụ một. Đó là mình cảm giác cái lá đờ son ở đây đó là gì? Đó là về cái quá trình phát triển nhận thức con người của bạn. Mình cảm giác giống như là bạn có một chút gì đó nó mang tính về tự tin, nó mang chút gì đó mang tính về là cái tôi, nó mang một cái gì đó liên quan đến sự gọi là ích kỷ hoặc là sự thu hút. Bạn luôn muốn có sự thu hút, bạn luôn muốn có những cái mà đôi khi nó ngoài tầm với, bạn luôn muốn có một cái sự hoàn hảo, bạn luôn muốn cuộc sống của bạn nó có những cái gì đó nó thuận theo ý bạn. Bạn luôn muốn làm một cái gì đó nó theo tính cách, theo quan điểm của bạn. Và bạn cũng muốn chứng tỏ cho người ta thấy bạn có được cái A, cái B, cái C, bạn có được năng lực, bạn có được tài năng, bạn có được sức khỏe, bạn có được sức nét đẹp. Tức nghĩa là cái tụ hai này, cái thông điệp từ quá khứ của nó đó là bạn từ một cái mẫu hình nào đó bạn chuyển thành một cái mẫu hình mới. Mình không đánh giá đó là tốt hay xấu, được hay mất, nhưng mình cảm giác giống như cái thông điệp của này đó là gì? Đó là mày là ai đi chăng nữa thì hãy là chính bản thân mày. Bởi vì cái lá đờ son ở đây trong phim hoạt hình nó là một cái người thích bắt chước hoặc là thích lấy cái giọng hát của một người nào đó tương tự, hoặc là một người nào đó đẹp nhất, giỏi nhất trong cái khu vực đó để nó hát lên, để có được cái sự chú ý. Mặc dù nó không phải là một người kiểu giống như là thích ăn cắp, nó chỉ là cảm giác cái đó nó vui, cái đó nó thú vị, cái đó nó hay thì nó lấy, chứ nó không có mang nghĩa ở đây là trộm cướp. Thì mình cảm giác quay lại trở lại câu chuyện của các bạn á, cái lá đờ son ở đây nó kiểu giống như là mày làm gì cũng được, đó là cuộc sống của mày, chả có ai đánh giá mày hết. Nhưng hãy nhớ một điều là mình sống như thế nào đó để tốt nhất có thể. Ok, chúng ta có quyền đẹp, chúng ta có quyền như thế này như thế kia, nhưng hãy nhớ là đâu đó trong cuộc sống này chúng ta phải giữ một cái chừng mực nào đó đối với những người xung quanh. Chúng ta không thể nào chỉ lo cho chúng ta, mà chúng ta còn phải để ý đến những người khác, để ý đến cảm xúc của họ, để ý là có được có mất. Có những lúc mọi chuyện nó không như ý của các bạn, hoặc là đôi khi chúng ta cần phải có một sự nhún nhường, và chúng ta cần phải đặt bản thân của mình và cái giống người ta nói là hãy ướm thử chân của mình vào cái đôi giày của người khác để hiểu được cảm giác của người khác. Thì đó là cái thông điệp cho những bạn chọn tụ số 2. Đối với những bạn chọn tụ số 3, viên đá mắt hổ, chúng ta có lá Temperance, chúng ta có lá Nữ Hoàng Kiếm và chúng ta có lá Drain. Thật ra đối với mình,
cái thông điệp của tụ ba này nó khá là tương đối là sâu theo kiểu là vậy. Nếu tụ hai là thông điệp cho sự trưởng thành, sự trải nghiệm, thông điệp của tụ một là thông điệp của sự quên đi quá khứ và bước đến tương lai, thì thông điệp của tụ ba đó là gì? Đó là hiểu về quá khứ và thay đổi ở hiện tại. Mình cảm giác temperance ở đây là cái sự trưởng thành của các bạn. So với những người tụ tụ một á, thì bạn nằm ở cái mức lưng chừng trưởng thành, và nó nằm ở một cái mức gọi là tương đối trầm tĩnh, tương đối nó điềm tĩnh hơn tụ hai. Tụ hai là tụ rất là non, hoặc là suy nghĩ của họ còn rất là thiếu sót, rất là nhiều điểm. Tụ một thì mình cảm giác hơi thiếu tự tin, hơi thiếu cái niềm vui lạc quan sống. Tụ ba thì mình cảm giác là đôi khi các bạn hơi quá khắc nghiệt đối với bản thân các bạn. Mình cảm giác temperance ở đây là luôn luôn là bạn luôn 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 sống trong một cái chừng mực, một cái khuôn khổ nào đó. Bạn biết có những cái bạn phải làm, giống như cái cốc bên đây, và bạn biết có những cái cần phải bỏ lại, giống như cái cốc bên đây. Mình luôn luôn cảm giác trong các bạn có quá nhiều suy nghĩ. Mình cảm giác được là trong cái quan điểm của các bạn nó luôn luôn bao hàm những cái gì đó, nó theo kiểu giống như là ở cuộc sống này nó có những cái A, cái B, cái C, tao cần phải làm cái D, cái E, cái F để mọi thứ nó cân bằng, để mọi thứ nó được như thế này, được như thế kia, thì tao phải bỏ ra cái A, cái B, cái C này nọ. Mình cảm giác trong suy nghĩ của các bạn rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều nghĩa vụ, rất là nhiều cái gồng. Mình không nói các bạn theo kiểu là người tạo một cái vỏ bọc, cái lớp cái tụ hai là những người có những cái vỏ bọc nó hơi rộng hơn so với họ, hoặc là đôi khi nó không phải là bản thân họ. Còn bạn là bạn tạo ra một cái vỏ bọc để bạn bảo vệ, hoặc là bạn để bạn duy trì cuộc sống của các bạn. Mình cảm giác cái tụ hai này đôi tụ ba này đôi khi á, nếu mà nói về những cái gì đó thuộc về quá khứ, mình cảm giác giống như là các bạn kiểu giống như là ở muôn hình vạn trạng ở thời điểm hiện tại, các bạn trở thành một cái phiên bản nào đó giống như ba mẹ, hoặc là giống như những người người trong gia đình của các bạn. Mình cảm giác các bạn sẽ giống về một cái nét đặc trưng nào đó của ba hoặc là của mẹ, chỉ một trong hai thôi, rất là nhiều. Và có khả năng bạn xuất phát từ một gia đình nó mang tính truyền thống, hoặc nó mang tính theo kiểu giống như là nam quyền hoặc là nữ quyền, tức nghĩa là chỉ một trong hai thôi nha. Nhưng mà mình cảm giác theo kiểu giống như là cái đặc trưng đó, cái tính cách đó, hoặc là bạn lớn lên trong một cái gia đình nó mang tính khắc khổ, mang tính khắc nghiệt, nó mang tính nguyên tắc, lề lối, bài bản, thì nó càng làm cho cái tính cách của các bạn giống nữ hoàng kiếm ở đây, tức nghĩa là một người rất là nghiêm khắc, rất là nguyên tắc, rất là kỷ luật, kỷ cương. Nó luôn luôn có những cái vốn nào đó nó liên quan đến những cái gì đó gọi là mày phải hành xử như A, như B, như C, để câu chuyện nó là như vậy. Và mình cảm giác cái thông điệp trong quá khứ của các bạn á, nó là một cái gì đó là mình không biết các bạn có nghĩ kiểu giống như là các bạn là những người có tâm hồn già cỗi, cái tuổi tâm hồn của các bạn nó lớn hay không, nhưng mình luôn luôn thấy được trong các bạn là những người có sự có chiều sâu, và cái chiều sâu của các bạn đôi khi nó sâu quá người ta không có đào ra được, người ta không có thấy được hết. Mình cảm giác để hiểu được các bạn cần phải có những cái người có đồng đồng điệu, đồng cái giao cảm, hoặc là kiểu giống như là người ta gọi là xứng tầm, tức nghĩa là những người phải có những cái tâm hồn có chiều sâu và có những cái suy nghĩ nó sâu đến như các bạn để họ mới hiểu được. Thì mình cảm giác các mối quan hệ xã hội của bạn cũng không nhiều, và từ đó mình cảm giác cái lá lời khuyên của các bạn là lá The Ring. Mình cảm giác cái lá này trong phim hoạt hình nó rất là vui, nó thường đi chung với lá The Wood, tức nghĩa là lá The Wood đó là cái cây, còn cái lá The Rain này là mưa. Thì cái hai cái lá đó khi đi chung với nhau nó sẽ phát triển rất là dữ. Và cái lá The Rain này nó trong phim hoạt hình nó rất là đơn giản, nó là một cái cụm mây nhỏ, và có nó ngồi trên cái cụm mây đó, và mỗi lần nó làm mưa thì nó cứ mưa xuống cho vui, và nó rất thích những cái gì đó vui, hòa bình, nhã nhặn. Thì mình cảm giác cái tâm hồn của các bạn nó cũng mỏng manh lắm, nó rất là yêu thương thiên nhiên, nó rất là, nói chung bạn là một người gần gũi. Cái tâm hồn của bạn nó mỏng manh hơn, hoặc là nó rất là dịu dàng, nó rất là nồng ấm so với cái vỏ bọc gai góc, hoặc giống như con nhím á, giống như vậy. Thì mình cảm giác giống như là thôi, trong cuộc sống thì chúng ta vẫn luôn có những cái gì đó nó cân bằng, bạn không sai, mình cũng không sai, và mình cảm giác giống như là mỗi bên đều có một cái quan điểm nào đó về cuộc sống. Thì thôi, đôi khi chúng ta cũng phải xù lông lên đối với những cái không, nó không thuộc về chúng ta, và chúng ta có những cái cần phải mềm mỏng. Thì mình cảm giác các bạn hãy cố gắng cân bằng nhất để cảm xúc của các bạn nó luôn nằm ở mức gọi là vuông tròn thuận nhất, nó đẹp nhất, nó hài hòa nhất. Đừng cố gắng gồng, cũng đừng cố gắng buông lỏng, bởi vì mình cảm giác giống như đối với bạn sự an toàn về mặt cảm xúc là thứ quan trọng nhất. Và cái thông điệp của tụi ba này đã kết thúc cái video clip này. Hẹn gặp lại bạn trong những cái video lần sau.